Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ hợp tác sản xuất dòng lửa S-500 với Nga. Theo Reuters, ông Erdogan đã đưa ra phát ngôn trên trong một cuộc trò chuyện được phát sóng trên truyền hình với các sinh viên đại học ở Istanbul ngày 18 tháng 5. Ngoài việc khẳng định thương vụ S-400 đã hoàn tất và chỉ chờ bàn giao, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hé lộ về triển vọng hợp tác với Nga với hệ thống S-500. Các quan chức Mỹ đã gọi động thái mua S-400 từ Nga của Thổ Nhĩ Kỳ là có vấn đề sâu sắc, cảnh báo rằng điều này có thể đẩy Ankara vào rủi ro bị loại khỏi chương trình sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 do Mỹ dẫn đầu. Washington quan ngại rằng lá chắn phòng thủ do Nga sản xuất nếu được triển khai cùng với F-35 có thể thu thập và khai thác những thông tin nhạy cảm, gây thiệt hại cho vũ khí hàng đầu của Mỹ ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ông Erdogan khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện đánh giá kỹ thuật và kết quả cho thấy vấn đề mà Mỹ quan ngại không tồn tại. Họ Mỹ đang chuyền bóng ở khu vực giữa sân vào lúc này, động thái cho thấy sự miễn cưỡng, nhưng không sớm thì muộn, chúng ta sẽ nhận được F-35. Việc Mỹ từ chối giao các máy bay này vốn không phải là một lựa chọn, ông Erdogan khẳng định. Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đến sau động thái gần nhất từ Mỹ ngày 16 tháng 5 chấm dứt thỏa thuận ưu đãi thương mại với Ankara. Giới quan sát đánh giá đây có thể là đòn trả đũa của Washington khi Thổ Nhĩ Kỳ cương quyết theo thương vụ S-400 tới cùng. Quyết định trên của Tổng thống Donald Trump đồng nghĩa với việc Thổ Nhĩ Kỳ không còn được hưởng ưu đãi miễn thuế đối với một số hàng xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Trước đó, nhằm phản đối việc Ankara mua S-400, Mỹ đã thông báo dừng chuyển các trang thiết bị cho Thổ Nhĩ Kỳ, theo chương trình phát triển dòng máy bay chiến đấu F-35 tối tân của Mỹ. Washington thậm chí đưa ra tối hậu thư, yêu cầu Ankara chọn giữa việc tiếp tục là thành viên của NATO hoặc tiếp tục mua hệ thống phòng không của Nga. Hồi đầu tháng, khi trả lời hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Nga Rostec Gay Chemezov nói rằng Nga hoan nghênh mong muốn của Ankara tham gia vào dự án phát triển S-500 mà Moscow đang tiến hành. S-500 đang trong quá trình phát triển và sẽ trở thành hệ thống phòng thủ không có đối thủ xứng tầm trên thế giới trong tương lai, ông Chemezov nói, cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có đủ năng lực kỹ thuật cần thiết để có thể tham gia vào dự án này. Đức Hoàng, theo Reuters, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.